Tôi không bao giờ ân hận khi tôi lao vào cái drama này để đem lại những cái tư tưởng chấn chỉnh lại những em trẻ yêu cô Hằng là phải yêu nước, yêu cô Hằng là phải thượng tôn pháp luật, yêu cô Hằng là không coi những cái thông tin trái chiều, yêu cô Hằng là mình phải yêu đất nước của mình, thờ ông bà tổ tiên, thờ non sông, và phải biết là trên đầu mình có một lá quốc kỳ, đó là Việt Nam. Bởi vì chúng ta có đi đâu làm gì, chúng ta vẫn là người Việt Nam. Không thể nào quên được đất nước chúng ta. Chúng ta không yêu thì chúng ta yêu ai? Bây giờ chúng ta gặp một người nào đó, nó đến Việt Nam này, nó nói xấu đất nước đó, thì chúng ta đánh giá nó như thế nào? Đất nước mày, mày còn không biết yêu thương thì mày sẽ thương ai? Đất nước mày, mày còn đi đả phá thì làm sao mày tử tế đất nước của tao được? Đúng không quý vị? Nếu chúng ta có tư duy, chúng ta sẽ nhìn ra những con người hai mặt ngay và luôn. Nơi mày sinh ra, mày lớn lên, mày mang cái dòng máu, mày là thằng made in Việt Nam hay mày là cái con made in Việt Nam mà mày đi nói đất nước mày không ra gì thì bản thân mày không ra gì trước. Không có quê hương, không có tổ quốc thì không phải là con người, mà là con chứ không phải là người. Nhưng mà cuộc đời này nó đã sản sinh ra những con người, lỡ sản sinh ra những con người đó thì chúng ta đành chịu thôi. Đúng không quý vị? Có thể một người, hai người sai với mình, chứ đất nước mình chưa bao giờ sai với mình. Mình phải hiểu và mình phải một lòng để mà mình sống cho thật là tử tế. Cho nên tôi nói thật với quý vị á, có nhiều người nói với tôi á, là chuyện của xã hội, tại sao tôi khổ như vậy? Chuyện của xã hội tôi có dọn được hết rác không? Chuyện không liên quan tới tôi, tại sao tôi phải mệt mỏi làm gì? Cái điều đó không cần ai phải dạy tôi hết. Nhưng tôi tin chắc đây là một điều có thể là thiên mệnh, có thể là định mệnh, nó khiến tôi không biết sợ gì cả. Cho nên tôi nói thật với quý vị, tôi mới suy luận ra đó, tại sao cái thời chiến tranh đó, có các bác, các chú, các anh, các chị đi chiến tranh, cái thời chiến tranh đó, họ biết rằng họ ra đi, họ không có ngày trở về, nhưng vì lý tưởng yêu nước vẫn đi. Đâu đó tôi là một trong những con người đó đó. Cho nên tôi hiểu được. Đúng không quý vị? Nếu mà ai cũng sợ, ai cũng hèn thì ai cầm súng đi đánh giặc đây? Đúng không quý vị? Tôi mới suy luận ra, tôi mới nói cho quý vị nghe rằng tại sao có những con người biết rằng tôi đi ra không bao giờ tôi trở về, nhưng tôi vẫn đi, là bởi vì tôi yêu nước. Một đi không trở lại, tôi vẫn đi bởi vì lý tưởng. Tôi phải cầm súng để tôi đối đầu với giặc. Còn nếu mà nói rằng là đi ra chết, ai không sợ chết? Ở nhà cũng chết nếu đúng số chết. Và quý vị thấy không, có biết bao nhiêu người ngã xuống vì yêu nước. Cái đó là thời chiến tranh, bây giờ thời bình. Bây giờ nói rằng ai cũng không dám nói thì có phải là chúng ta bị mai một dần dần không? Nếu cho tôi trở lại cái thời chiến tranh mà cho tôi đi đánh giặc, tôi cũng đi. Có khi tôi đi tôi không về, nhưng tôi vẫn đi là vì lý tưởng tôi yêu nước. Tôi muốn bảo vệ đất nước này. Cho nên đã có bao nhiêu người ngã xuống, có bao nhiêu anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, có bao nhiêu người chết còn bỏ xác nơi chiến trường chưa bao giờ, có bao nhiêu cuộc tình gian dở, có bao nhiêu cái hứa hẹn chưa bao giờ được gặp lại. Đúng không quý vị? Đó là gì? Đó là khí thế hào hùng của dân tộc người Việt Nam, là cái nhân văn mà phải dạy dỗ cho con cháu chúng ta sau này phải biết yêu nước và phải ôn lại cái quá khứ hào hùng mà cha ông của chúng ta đã bao nhiêu đời hy sinh để cho chúng ta có ngày hôm nay. Chúng ta đã quá hạnh phúc khi được ăn ngon mặc đẹp, được sống trong một cái thời bình. Còn ngày xưa các bác sống như thế nào,
Nếu quý vị nào hiểu một chút, quý vị sẽ cảm thấy mình rất là hạnh phúc, rất là may mắn. Mình phải biết trân quý những người đã hy sinh cho mình để đất nước mình có ngày hôm nay. Ăn quả phải nhớ kẻ trồng cây, và đặc biệt là ăn cây nào mình phải rào cây đó. Mình có chết vì đất nước mình cũng phải bảo vệ đến cùng, bởi vì mình được sinh ra và lớn lên mang cái dòng máu Lạc Hồng. Đó là yêu nước đó quý vị. Không cần đóng góp, nhưng phải hiểu được cái giá trị cao quý của bao nhiêu người, bao nhiêu thế hệ đã hy sinh vì chúng ta. Chúng ta không thể làm những điều để có lỗi với ông bà tổ tiên của chúng ta. Cho nên tôi chỉ thấy một điều là cái vấn đề mà dạy đạo đức của các em gần như là nó bắt đầu, nó không còn như hồi tôi đi học nữa. Hồi chúng tôi đi học còn trẻ, còn nhỏ đó, chúng tôi học biết bao nhiêu về vấn đề đạo đức, cho nên tôi nhớ rất dai. Và kể cả những lời Bác Hồ nói tôi cũng in sâu trong tim. Cho nên tôi rất yêu nước, rất thương dân,